Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình đi chạy tôm với lại tí nị. Thì nói chung là có cái cô ở nước ngoài á, cô về có thăm mấy anh em mình. Thì cô ở bên trời, cô đi không được, nắng quá. Một chút nữa hai anh em mình chạy kiếm tôm hay cá hoặc là có con gì đó đó về để mình luộc ha, hoặc là mình nướng anh đãi cho cô ăn. Thì ngày mai đi cô đi về thành phố đang nửa tháng nữa là cô đi về Mỹ trở lại cả nhà. Rồi giờ hai anh em mình xuống chạy. Chạy vòng này nha. Hy vọng là có nha. Nay nước cũng không còn ngon như mấy bữa kia nữa. Rồi giờ bắt đầu mình cũng đi chạy. Nước hơi bị lửng rồi. Nhưng mà cái ngọn này thì nó cạn. Mình chạy qua đầu dàm nè. Hôm nay ở dưới đây tí nị chạy tôm quá trời luôn. Tí nị hôm nay liền tới rồi. Đó, có cái gì nó ụt lên liền kìa. Chạy tôm này thì mình chỉ cần cái chài thôi cả nhà, cái đồ mình đựng tôm thôi, không có đồ dụng cụ nhiều. Nằm ngoài dàm nhiều hả? Ừ. Có rồi, nằm ngoài đây. Nó lúng lầy quá nè. Chạy chạy ngang ngoài bển quá. Có kìa. Có. Đó. Có được thẻ. Không còn. Thử được con nào đó, được con tôm thẻ đó nha, mà được con không bự nữa. Quăng lại xuống này đi chứ con bỏ vô. Rồi còn cái điểm đặc biệt, điểm này điểm đặc biệt này cả nhà, dài điểm này mà không có nữa là xong á. Chọn cái lụm 3 con, 5 con. Tôm nó nhảy lên đây rồi. Đó, 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 bự á. Đó, bún rồi cả nhà. Đã chưa? Đâu rồi? Thôi, nó xuống rồi, là nó nhảy rồi. Xuống thôi, nhảy ra ngoài vậy đó. Lưới mình bự quá. Tôm nó bự lắm bụng. Đi em ơi. Thôi, chạy. À, tôm nó bự lắm mà. Chạy em đằng đó đó hả? Hả? Em bên đó đó phải không? Nè. Tôm bự ghê không? Đây. Sâu mà. Thôi, em một phải không? Giác này kiếm ba em, hai em từ từ kiếm vài lạng. Này nè. Rồi. Vài giam là ngon rồi. Tròn cái rồi. Đó. Ngon nè. Thơm méo có. Nó kìa. Lên lên lên. Biết có sảy chưa à, chứ nó bún cái chốc mà. Đó. Chài này có tôm. Có tôm thẻ ham lắm cả nhà. Bún ngược lên nó chốc đã lắm. Mê lắm. Dưới có bún hả? Vô túi vô. Năm nay đi năm sau mua cái chài nặng xíu. Ngọc mua dầu nặng nặng dầu. Ngọc hả? Đó. Lý cả nhà ơi. Thôi càng ngày hơi sáng lạng xíu. Càng ngày hơi sáng lạng tí. Con. Đây con nữa nè. Ba bốn con gì? Ba bốn con hả? Ủa con tôm bự ghê trời. Đâu thấy sơ sơ có hai con hả? Hai nè. Đúng không? Hai nè. Hai con nè. Đó, thấy đã không? Con vậy đó. Về á cả nhà, mình nướng. Ba nè. Vậy chút đó sọt kêu nướng. 4 5 con luôn. 5 con. Nè. 6 con. Ba đó. 4 rồi. 4 chưa? 4 rồi. 4 5 nè. Ờ. Ồ, vậy quá đã.
Ở chai nào cũng được chứ đó. 6 con chục chài 60 con là thấy gần nhiêu rồi. Hơn nửa ký. Nửa ký khỏe. Rồi, tục đi. Cái này nhắn nó là chứ. Chạy vô bát còn lớn. Này gió quá trời cả nhà. Đang thật lớn á. Gió. Ơi, quăng vậy quăng luôn vậy. Đi chùm luôn. Vậy chừng khó, chứ hai ba con là chỗ này tôm dữ luôn á. Giờ cũng đang chuẩn mưa trên kia kìa. Đó, trên đầu nè. Mấy hôm dài nói chung là cũng hên là không có mưa. Nước bữa nay thì đang hạ kém. Nước không mưa đang hạ kém bằng chị. À. Mai đi nữa. Mai đi nữa không? Mai xuống đây sớm đi bắt cua. Mai em đi ấy rồi. Thì đi đi, mai đi cua kiếm dợp. Đó, có thôi. Hai ba con cũng chừng kìa. Hai ba con. Hai ba con mấy con. Một. Thôi vậy là quá ok rồi. Mai mà xác xẹo mà còn gì. Hai lần con. Con ở nhà. Chạch chạch nè. Thì chỉ giờ phóng xuống mò kiếm vài con. Ồ, cái này sao im dưới. Cái này hơi bị im. Cái gì đó. Ừ. Này mình phải chịu cực chút rồi. Rồi sấy luôn bây giờ. Này, một em. Ngộ ha, có khi mình chạy vô á, mười mấy hay chục con nó càng con nữa này. Đây nè. Đó. Vậy cũng được đấy em. Có còn hơn không. Từ từ nó mới nhiều được. Ok rồi đó. Cái đó là ngon rồi nè. Kéo xuống rồi. Tôi nằm hoài này ơi, mấy trời ơi, tôi mà chạy mà nằm hoài mới ghê chứ. Kìa bên kia nữa kìa, đây nè, kìa. Ôi. Ba cũng con. Này. Con cá nữa. Cá ngựa. Không phải cá ngựa mà. Cá ngựa. Cá ngựa nó cong gì nè. Con cá này nó kêu cái gì á. Nhưng một nó có ngựa lấy về cho một chút. Phải. Con cá ngựa là ở ngoài biển là cong rồi như gió hổi vậy đó. Cá này có thời gian ta cũng mua rồi mà không biết cá gì. Hai em nữa nè, là ba em nè. Nó cũng cái chế mà có. Cái này cứ cứng. Ừ. Cứng. Nó lai như cá lùm kìm. Sớm mình chạy chừng có nhiều nữa đó. Dầu lú lên 6 em, 5 số em luôn. Muốn theo lũ lưới ra đó, chảy hết mấy con. Mấy con luôn cả, như kia 4 luôn cả. Đó.
rồi, nhảy ra kia hết con nữa rồi. Ra nữa hả? Ờ, thường, có cả. Ra hoài. Ừ. Ba con thì cái lỗ lưới của mình nó có chỗ dách mà nó muốn hay lắm, nó muốn kiếm đường dài hay lắm. Còn ba con. Kệ cũng được. Bốn con. Ừ. Quá ngon. Chục giác mà thôi. Tôm không. Bốn chân đen con, nó vừa kéo lên làm kia con. Trời quá trời là hết lắm. Vô đó nữa hả? Nghe đó đó hả? Lụm hết ngọn rồi đó. Để lâu lâu rồi đó, bốn lần thấy không? Đó, đó. Hả? Lụm lưới hả? Vậy mốt mình đặt lụm lưới hơi nhỏ xíu. Bây giờ có bắt trên đó được con nào? Có. Ờ, chỗ đó mấy con hay gì á. Ờ, cái chài này có chừng 7-8 con á. Lý, lý. Quăng vô. Nó lọt ra ngoài kìa. Ủa, muốn chết chạch đá liền coi nha. Ổn anh. Ừ. Cái hoài con bắt chưa? Đúng. Bự gì không? Bình 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 bình. Quăng vô đó kế đó một cái nữa. Ba con. Rồi, bây giờ không đếm cái chài này nhận cái chục con. Đó một con nữa kìa, nó cây kìa. Không được ba bự thôi. Nè, dưới đây lú lu chà bác à. Đó. Đấy. Có đi vậy? Rồi, mới đây mà mấy đoạn rồi đó. Mấy đoạn tôi thẻ hả cả nhà. Mày chưa. Như đây là ăn mệt xỉu rồi nè. Chút về mình nướng. Đây, nãy mấy anh em mình chài được mớ tôm rồi cả nhà. Sâu nướng nè, cô cầm lên coi cô cầm tôm lên coi cô. Đây là khóc hồ cô Kim nha. Kim ở ngoài nước ngoài về đây thăm mấy anh em. Thơm không cô? Còn mấy tin tức bữa thằng cháu mình bắt nè. Đây lấy luôn mình luộc cho cô ăn. Dạ. Này đãi cô cái món tôm thẻ chài nướng. Đó, đúng rồi. Chài xong rồi nướng ăn liền luôn á. Rồi còn này là tin tức nè. Đó. Sẵn chút nữa gia đình mình ăn cơm luôn cả nhà. Đang chiên khô. À, chút nữa luộc mớ tôm. Đậu đá quá. Dạ. Tôm này tôm tươi là mình chài lên là còn sống luôn rồi cái mình nướng luôn đó. Ăn cơm luôn, dọn chén ăn cơm luôn mà. Dọn chén ăn cơm luôn đó. Em phải mở. Đây là cái mở nè. Dạ. Mát lắm cô. Ừ, đúng rồi. Đây. Dạ, có gì anh? Có sao ạ? Cô đi với ba nè. Chị có chạy sao chuyển lên chị ngồi đây nè, ai. Chị cho chị ngồi kế này nè. Đi 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 con ra đi chút đó. Dạ, đó con mình thịt kìa, chắc cái thịt nó mới vậy đó. Rồi lột con một lột ngược cái lại luôn nè, da thịt không anh lột nó ra. Dạ nè, cái đó con cầm ở đó rồi đây nè. Ồ trời ơi thịt. Ăn luôn, ăn nó dành. Dạ, dạ. Đó tôi gửi luôn thịt ra đây. Dạ, mình cắt luôn rồi. Ê, giật lộn đó. Đó, thịt nè, cục thịt nè. Mình chỉ bỏ ở dưới thôi. Còn trên đó là thịt không. Ừ, khô lột này muối dưới đầu rồi, ốc dưới đầu rồi. Cái gì? Khô. Thịt không hết không? Ăn thử coi nó ngọt. Nó khác với anh Hà Tiễn quá. Cắt xác ở đâu nữa? Ừ, thấy ngọt kìa. Đó, thịt. Dạ, cô ăn đi. Rồi, okay. Cô cứ ăn đi, chút rồi có gì ăn cơm nào luôn cũng ngon.
Ngon không? Cô chưa ăn tôm tích ở đây. Chưa ăn tôm tích ở đây lần nào không? Lần đầu tiên không? Thấy nó sợ. Dạ. Giờ cái mình nhận nhé. Giờ chén mình nhận cơm. Giờ có cơm đây chút Nhi rồi. Tôi gặp nhiều tụi vlog lắm. Dạ. Cứ thì bên hải sản. Cô rồi con đi trước á. Ăn đi ăn. Dạ. Đi. Cho mình biết lộn mà lộn gì em thôi đi chị kia mình biết lộn. Rồi, cắt chút cắt cho nó. Thịt không à, đã lắm. Thịt trứng con bự quá. Dạ. Dạ. Nó tầm con đó con nãy cô ăn chừng tầm chừng lần mấy à? Lần một lần hai. Con rồi bé. Dạ được rồi. Đây nè. 100 gram á thêm miếng nữa nè. 51 52. Con ăn phở rồi. Này ăn phở rồi hả? Ăn phở mình à, không ai, không ăn với ai. Phở đâu ăn? Dạ, hồi nãy đi đó. Hồi nãy đi đó bụng quá không ăn rồi. Vừa ghé tiệm. Ăn chứ sao không ăn rồi. Ăn thêm đi. Mà con cô ăn miếng cơm mà. Đưa tô ăn, đưa tô cho anh với múc tô canh nha. Rồi, mình mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Chỉ đơn giản là cả nhà ơi, thì canh phải mở với được cá, dạ, canh hay mở với cá đối chiên, rồi tôm thẻ nướng với tôm tích luộc, như còn tôm luộc nữa gì á, còn tôm thẻ luộc nữa, rồi à, dinh đường. Ăn tôm với lại tôm tích từ từ trước đi, cơm ăn sao, tôm dinh đường chưa chín mà. Giờ cô ăn đi, cô ăn gì cô ăn, tôm ăn gì đó cũng được hết. Đó, đó, cơm em bé nữa. Dạ. Chị ăn đây để chị ăn tôm với tôm tích với bé. Anh này mở rồi cô cho ăn vô. Ôi cái cô ngon lắm. Dạ. Ôi trời kìa muốn làm gì á? Ủa cái này mở nguyên tôm. Cô mà đâu có làm gì đâu. Gì vậy? Cái tôm con. Có cỡ phải không? Tình chút con, tình nó chút á. Này hấp. Hồi nãy thấy có cái ông xào kho tiêu ăn canh phở đó ngon cô. Mà gian trễ quá. Ừ, ngon. Nè, thuốc anh nè. Anh hơi mở mà ăn với cá khô, cá kho ngon lắm á. Nhất là cá kho tiêu á. Cái đó mà có cá sao? Cái món đó là đúng 100% luôn á. Cá canh mở với cá kho tiêu. Ơi, cho con một cái muỗng. Dạ. Ừ. Nhi, ra lấy hai cái muỗng Nhi. Biết sao ở nhà này có mà cậu Tương á, ăn cơm với muỗng á. Cái dọn cho mình cậu Tư nữa hả? Chị ăn cơm khẽ. Ôi! Ăn hết vậy. Con cho nó khô khô quá nghe. Dạ. Khét, bao khét. Nó cơm. Nên vừa ăn đó. Nó canh ngon lắm. Anh hay mở không? Dạ. Cái gì ăn cơm không? Không ăn hả? Không ăn để vừa quá trời chè. Nó xong cắt tôm thêm đi. Cắt đi. Cắt đi, cắt đi. Cô ăn tôm hết thôi, ăn tôm nè. Cơm ăn hoài cho nó vui. Dạ ăn đi. Con em nói ổng ăn hủ tiếu bò phở rồi. Ổng nói là nó dở ăn rồi. Chồng dạ. Nó chồng con. Kêu một lên ăn á, cô kêu một lên ăn cơm á. Dạ ăn cơm luôn anh ơi. Cô với cô với chị ăn đi, đó lớn rồi quá, ăn nổi. Muốn bệnh rồi. Muốn bệnh rồi. Mới là cầu gió có cạo không? Cạo rồi đó mà mới cái thuốc uống á. Trời ơi, ăn tôm hả? Tôm mà mình chài về mình nướng ăn á, ngọt, mình đừng có muối lợt. Muối lợt nó đi cái chắc mỡ à. Để nguyên vậy. Cũng vẫn ngon nhưng mà nó còn chỉ được 70-60% thôi. Muối là lạnh không có bằng. Như mình là mình cho nó lạnh á, mình nấu ăn ăn hết á, mình để lại á. Thì nó không có bằng là mình ăn trực tiếp giờ. Dạ. Mà nó còn không, tôm này nó sống dở lắm, cô bỏ nó xíu là nó chết à. Dạ, cô bỏ nãy á, nãy cô bỏ nó xíu rồi chứ. Dạ. Để dưới nước không chết. Mời cô chị đặc trưng của Cần Giờ, tôm chim đường. Ui da nóng, lấy cho anh. Ui, rồi. Cô với chị ăn tự nhiên nha, tại vì em muốn bệnh. Dạ. 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 Đây là ổng làm đây hả? Con á, con làm hết vậy, ổng đứng không trộn á. Nhưng con ăn tôm đi. Cái này có đúng điều đó. Dạ. Mẹ. Mẹ con chưa rồi.
tôm nào đâu con chỉ đi, ngồi dậy chỉ nè. Không có, cô để con lột tôm đó cho nó. Ủa mà con biết tự xử mà nè, tự con cầm chùm này con lột đi chứ kêu mẹ gì. Tôm dùm được. Nè, nè con, dạ, chén nè. Tôm này tôm tươi quá không? Dạ đúng rồi. Cô ăn tôm diêm với diêm chưa? Cô đang tôm diêm phải không? Ừ. Ngon ha. Ừ. Ông biết cái này là ngon nhất. Rồi. Dạ. Đúng điều luôn. Không, cái này mà nếu mà cắt kho tiêu anh còn ngon dữ nữa. Ừ. Cô biết tôm diêm con phải ăn gì không? Gì? Con phải ăn với nước đá. Tôm này nước đá lạnh. Chẳng đá. Cái này mà ấy cá kho tiêu. Cô làm mà cô làm ca trà đá đưa lạnh đi. Ừ. Cái cơm cô để cho nguội đi, cô chan vô cô ăn tôm diêm đường là hết nóng. Nóng hơn còn nóng. Ăn không biết chừng nào đâu. Ăn kiểu mới. Cô biết sao hồi đó ba con chuyên gia ăn vậy á? Đừng cắt nữa. Ai ăn đi? Nói cắt hết đi. Cắt để ai ăn ăn đi chứ. Ăn nó nóng cho ngon. Chủ yếu là ăn tôm tức chứ là tôm nướng đi. Cơm thì ăn miếng được rồi. Giờ cả nhà ơi, clip của mình đến đây kết thúc rồi cả nhà. Này, nay có cô Vinh Dự là có cô với lại chị là xuống đây để thăm mấy anh em mình. Giờ ăn cũng ăn một bữa cơm để trong gia đình. Giờ mình kết thúc clip đây. Cả nhà yêu mến này cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký. Giờ để ủng hộ cho tinh thần hai anh em mình làm những clip tiếp theo cho cả nhà xem nha. Cảm ơn Hòa Trần Giờ ha. Dạ, yeah, con cảm ơn cô. Hòa gì? Hòa Cần Giờ lắm. Hòa Cần Giờ chứ không phải Hòa Trần Giờ soi. Dạ, dạ, cảm ơn cô nhiều. Rồi, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Bye. See you next year. Dạ. Cô nói tiếng Anh đó là con không biết. Là sao cô? Hẹn năm sau hả? Yeah, see everybody next year. Rồi, chào cả nhà nha.